Câu chuyện nhập tịch từ lâu vốn đã trở thành đề tài nóng hổi và gây nên nhiều sự tranh cãi đối với khán giả theo dõi bóng đá trong nước. Người đồng tình, kẻ phản đối, mỗi người lại có cho mình một ý kiến riêng của bản thân. Gần đây liên tục xuất hiện những thông tin cho rằng tiền vệ Henrio chuẩn bị có quốc tịch Việt Nam và hoàn toàn có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Theo dõi đoạn phỏng vấn sau đây để thấy được rằng Henrio khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam tới mức nào. So what do you think? For me, I say many times for me I would feel so proud if I can do that, like if I can help contribute to the country who received me very good here. And if this happen, let's see if it this happen, if it's possible, I will be so happy. Rõ ràng chúng ta có thể cảm nhận được những chia sẻ của tiền vệ người Brazil là rất thật lòng. Tuy nhiên nếu căn cứ vào tình hình thực tế, mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản chút nào. Và trước những tin đồn này, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, người trực tiếp huấn luyện Henrio, đã có những chia sẻ chính thức. Nhà cầm quân đang dẫn dắt câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nói: "Về trường hợp nhập tịch cho Henrio, đến lúc này chưa có gì rõ ràng và chúng ta cần xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai." Khác với các cầu thủ Việt kiều, cầu thủ nhập tịch là người nước ngoài phải sống ở Việt Nam đủ 5 năm đã xin nhập quốc tịch. Như vậy, ở trường hợp của Henrio và Rafael Sơn đều chưa đáp ứng được tiêu chí này. Rafael Sơn tới Việt Nam đầu năm 2020, thời điểm đủ 5 năm là đầu năm 2025. Với Henrio chậm hơn 1 năm sẽ là 2026, chưa kể thời gian xin thủ tục. Vậy tức là thời điểm này đội tuyển Việt Nam sử dụng bộ đôi này là hoàn toàn bất khả thi. Bên cạnh đó, ngay cả khi có quốc tịch Việt Nam thì cơ hội để Henrio khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng không cao, khi quan điểm của các lãnh đạo ngành thể dục thể thao là không triệu tập những cầu thủ không có dòng máu Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Đặt giả thuyết nếu Henrio cũng như người đồng đội của anh tại câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định là Rafael Sơn có quốc tịch Việt Nam, đồng thời cả hai được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần, chắc chắn cả hai sẽ tạo nên những nét chấm phá mới trong lối chơi tấn công của những chiến binh sao vàng. Mối lo về bài toán trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2026 gần đây, hay gần nhất là AFC Asian Cup 2023 của huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ được khỏa lấp. Tuy nhiên thực tế, để làm được điều đó thì lại là một câu chuyện không hề đơn giản. Trở lại thời điểm cách đây 13 năm, khi đó huấn luyện viên Calisto đã tư vấn cho VFF muốn đi tắt đón đầu để đội tuyển Việt Nam đủ sức chinh chiến ở đấu trường châu lục, thì không gì nhanh và hiệu quả hơn bằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có chuyên môn tốt. Mùa giải 2000-2001 chính là mùa giải được xem là bước ngoặt của bóng đá Việt Nam, cùng với việc chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, đồng thời cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia giải đấu. Các cầu thủ Việt Nam nói riêng và nền bóng đá nước nhà nói chung đứng trước cơ hội để chuyển mình. Sự có mặt của họ cũng đã giúp chất lượng giải đấu được nâng lên rõ rệt. Việc phải đối diện thường xuyên với các cầu thủ có thể hình cao lớn, sức khỏe vượt trội chính là dịp không thể tốt hơn để các cầu thủ nỗ lực rèn luyện hoàn thiện bản thân. Sau đó vài năm, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn nhập tịch cầu thủ ồ ạt với mục đích gần như duy nhất là tăng suất ngoại binh. Bởi đua tranh thành tích và sẵn sàng bất chấp tất cả để biến cầu thủ ngoại thành cầu thủ nội thông qua việc nhập tịch. V-League cũng như bóng đá Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp của các cầu thủ châu Phi, thậm chí kể cả những anh chàng Tây Ba Lô. Năm 2008, khi đội tuyển Việt Nam còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Calisto, Đinh Hoàng La cùng với những Phan Van Santos, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max đã được triệu tập lên đội tuyển. Thế nhưng không phải ai trong số họ cũng thể hiện được bản thân, có những công hiến, đóng góp và chứng minh được tinh thần màu cờ sắc áo hay tình yêu bóng đá Việt Nam như những phát biểu truyền thông. Dẫn ra câu chuyện lùm xùm giữa thủ môn Đinh Hoàng La và Vissai Ninh Bình cách đây 8 năm để thấy được bản chất của vấn đề. Khi Đinh Hoàng La muốn chia tay Ninh Bình đầu quân cho Bình Dương, kiện cáo xảy ra và đội bóng này đã công khai chuyện ngã giá với thủ môn này để đồng ý trở thành công dân Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nội với khoản phí là 50.000 đô la Mỹ. Phan Van Santos là một câu chuyện khác, từng khiến lãnh đạo VFF đứng hình khi hát quốc ca Brazil một cách bản năng trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil năm 2008. Hay sau đó, thủ môn nhập tịch này bỏ đội tuyển giữa chừng tại cúp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh để trở về Brazil chăm vợ đẻ. Thực tế chỉ ra cầu thủ ngoại chỉ khoác lên mình mác công dân Việt Nam thôi là chưa đủ. Họ cần phải hòa nhập được với văn hóa và trở thành một phần của đội tuyển quốc gia, bởi có nhiều rào cản lẫn khác biệt, bất cập, nên sau đó có luật bất thành văn không gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam. Nguyên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng rất ấn tượng với cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley, cầu thủ lấy vợ người Việt và định cư ở Việt Nam. Trong một lần ông gặp tiền đạo này đi cùng con gái tại khách sạn, Huỳnh Kesley cất tiếng chào vị chủ tịch và như một phép lịch sự, anh đã yêu cầu cô con gái của mình chào theo. Đó là lối ứng xử rất thuần Việt khiến ông Hỷ ấn tượng. Và Huỳnh Kesley là một trong số ít cầu thủ nhập tịch hòa nhập được với phong tục bản sắc Việt Nam, chứ không chỉ đá bóng vì tiền đơn thuần. Trước khi đi vào phân tích những mặt có hại từ việc sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại, chúng ta hãy xem qua lời phát biểu của đích thân cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã lên tiếng phàn nàn về thực trạng đang diễn ra tại V-League
khi đại đa số các đội bóng tham dự giải đấu đều ưu tiên sử dụng các tiền đạo ngoại quốc. Điều này đã làm hạn chế sự phát triển của các tiền đạo nội, qua đó trực tiếp gây ra sự khó khăn cho việc tìm kiếm tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Những gì ông Park nói rất nghiêm túc, đáng để xem xét. Suy cho cùng, một cầu thủ có mang trong mình dòng máu Việt Nam, nhưng nếu khác biệt về văn hóa, tư duy cũng chẳng khác gì những ngoại binh ở V-League. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hại như huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, thì sự có mặt của những cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch cũng đem lại những lợi ích không hề nhỏ cho nền bóng đá nước nhà. Để làm rõ điều này, chúng ta cùng quay trở lại với thời kỳ của những năm trước thời điểm bóng đá Việt Nam bước sang chuyên nghiệp. Việc các cầu thủ nước ngoài thi đấu tại V-League chính là động lực để giúp các cầu thủ Việt Nam phát triển, hoàn thiện mình. Đến giờ chỉ có những cầu thủ có trong người dòng máu Việt, có gốc Việt mới được chơi cho đội tuyển Việt Nam. Sở dĩ thủ môn Đặng Văn Lâm hay gần đây nhất là Nguyễn Philip được gọi lên đội tuyển vì có bố là người Việt. Điều này đã khiến cho nhiều cầu thủ nhập tịch được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn như Đỗ Melo hay là Hoàng Vũ Samson, vốn dĩ thi đấu rất tốt nhưng đã không có cơ hội để khoác chữ áo đỏ của đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, vì thế những năm gần đây không còn nhiều cầu thủ nước ngoài có đủ điều kiện hào hứng nhập quốc tịch Việt Nam. Về mặt luật pháp, vẫn chưa có những chính sách nới lỏng để các cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam nhập tịch một cách nhanh chóng. Theo đó, việc xem xét nhập tịch cho một cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài phải đáp ứng nhiều điều kiện và khá phức tạp vì họ không thường trú tại Việt Nam. Để có thể nhập tịch cho một cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Việt Nam cần rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, điều này sẽ gây nên một làn sóng ý kiến trái chiều với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Vậy nên, việc tìm kiếm những tài năng trẻ mang dòng máu Việt Nam trên khắp thế giới sẽ là phương án khả dĩ nhất mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể làm nếu như muốn nâng tầm đội hình. Giữa làn sóng nhập tịch cầu thủ ngoại ồ ạt của các quốc gia láng giềng như Indonesia, Malaysia hay Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn trung thành với chiến lược ưu ái các cầu thủ nội trong nhiều năm qua. Việc bóng đá Việt Nam ưa dùng các cầu thủ Việt trong thành phần đội tuyển quốc gia từng được xem là một bước đi đúng đắn khi đội tuyển vẫn giành được những kết quả tốt ở các đấu trường khác nhau. Tuy nhiên, thất bại mới đây nhất, một đội tuyển có nhiều cầu thủ nhập tịch như Indonesia đã đặt ra câu hỏi cho các nhà làm bóng đá Việt Nam. Liệu đội tuyển Việt Nam có nên nghĩ đến việc trao thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch Việt Kiều thể hiện bản thân trong màu áo đỏ? Chỉ trong khoảng thời gian gần đây, sự xuất hiện của những Đặng Văn Lâm, Adriano Smith hay mới nhất là trường hợp của Nguyễn Philip mới đem lại những dấu hiệu khởi sắc đối với bài toán nhập tịch của bóng đá Việt Nam. Việc các cầu thủ nhập tịch lên tuyển không những nâng cao trình độ chuyên môn tổng thể của cả đội, mà còn thúc đẩy các cá nhân khác phải nỗ lực hơn để chiếm được một suất đá chính trước các ngoại binh hơn hẳn về mặt trình độ. Tuy nhiên, việc nhập tịch các cầu thủ trước khi đôn họ lên đội tuyển quốc gia cần phải được tính toán kỹ lưỡng, không thể nhập tịch một cách vô tội vạ. Điển hình cho cách làm bóng đá ăn xổi này chính là đội tuyển Trung Quốc với những cái tên không hề mang chút bản sắc dân tộc nào như Alan hay là Elkerson. Cầu thủ nhập tịch hay Việt Kiều không những phải đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mà còn phải là những người sở hữu bản sắc của dân tộc. Và trên tất cả là muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển nước nhà.